Chào các em, đây là anh Tài đây. À, là giờ anh đang phát thanh bên mà Bangkok đúng không? À, anh có thằng Nhân đó mà nó muốn hỏi mấy câu hỏi ví dụ mà đầu tư thị trường tiền mã quá đó. Xong sẵn đây tụi em mà học hỏi luôn. Ok. Đây em hỏi gì đó Nhân. Dạ thì là cái thì là ở chu kỳ mùa ở chu kỳ mà mùa trong 2021 hiện tại thì là em có bỏ 4.000 đô vô cái đồng khác mà rồi xong là em bỏ vô đó xong em khóa lại một năm để cho nó đào thì cho tới hiện tại là nó chỉ còn khoảng 1-2 tuần nữa là em sẽ mở khóa hết đó là được, nhưng mà cho tới hiện tại là bây giờ là em lỗ chỉ còn có em đi lỗ còn có 800 đô thôi thì em thấy là nó có hai cái hướng đi. Một cái hướng đi đầu tiên đó là bây giờ em mở khóa em rút ra hết là để em chuyển nó sang một cái đồng khác, còn cái hướng đi thứ hai là em tiếp tục em vẫn tiếp tục em để im luôn để em chờ tới chu kỳ trâu kỳ sau đó, lỡ mà nó lên lại thì em bán. Đó thì là em đã quyết định rồi là có thể em sẽ để nó luôn tới chu kỳ sau rồi em bán, nhưng mà em không biết đó là cái quyết định đó của em nó chính xác nó có đúng hay là chưa. Ok, thì đó là mình ok thì em bỏ vô em đầu tư vô là 4.000 vô thằng khác, xong nó trong 2021 xong em khóa nó lại tại vì cái mùa đó em khóa nó lại ở cái bên cái khách sạn, cái bên cái chung cư của anh đó, nó có cái khách sạn 5 sao đó không, xong nó có đưa bà con du lịch đó lái trục thăng đó không, mình trả nó cái phí xong nó lái trục thăng đó không, mà anh nhìn ngoài mà không biết là cái chiếc trục thăng này nó cái dịch vụ nó ở đâu. Cái dịch vụ đó nó có ở Vũng Tàu với lại Bình Hải Long với tại với Đà Nẵng nó cũng có nữa, mà anh muốn lái chiếc trục thăng này đúng không, anh muốn mà đi thử chiếc trục thăng này không, nó đậu kén bên anh đó, ngày từng nào nó cũng lại đậu kén bên anh nè không, mà nó đáp trên khách sạn ở trên cái nóc của khách sạn đó, năm sao cái khách sạn kêu bằng cái tên đó là The Peninsula đó không, anh không biết là cái đó cái dịch vụ của khách sạn hay là cái đó cái dịch vụ của chiếc trục thăng đó, rồi xong cái nó chỉ mượn cái nóc nhà để nó đáp nhận thôi, hay là anh không biết là cái đó là cái dịch vụ của nó chở khách của cái khách sạn năm sao đó hay là không, mà từng nào cũng thấy nó chở khách qua lại không. Yeah. Anh chưa rảnh để mà anh đi qua mình bển hỏi nó thử coi là làm sao mình đi du lịch trên chiếc trục thăng được. Ok, anh muốn đi chuyến để anh xem thử cái thành phố Bangkok mà ở trên chạy xem xuống đó không. Ok, thì mình trả lại cái vụ mà câu hỏi mà em hỏi đó không, là em đầu tư vô 4.000 xong rồi nó vô cái thằng khác, xong em khóa lại xong rồi nó đào hết năm mấy này rồi, xong bây giờ từng tới đó là nó sẽ mở qua. Em nói rằng em đầu tư vô 4.000 đó bông, xong em khóa lại đó bông, cái đó là trong năm 2022 chứ không phải là năm 2021. Ok nó, đúng không, tại vì nó trước trong 2021 nó không có cái dịch vụ đó, nó không có cái bộ phận đó, xong rồi năm 22 đó cũng mà thị trường nó sập giá rồi, xong cái bắt đầu nó ra cái dịch vụ đó, thì đó là anh cũng khóa lại luôn. Ok, anh cũng khóa cái của anh lại, tại vì trong cái mùa gấu đó bông anh không có ý định để bán ra, mình để cho nó đào ở bông, xong khúc đó nó đào cỡ 100% trong một năm, mà khúc mà bà con nhiều người ta súng vô người ta mà khóa lại để nó đào cái thằng mà khích á, thì dĩ nhiên cái lãi của nó giảm từ 100% nó xuống chỉ còn hình như 40% liền bây giờ hay là 30%, anh quên rồi, mà hình như tầng rồi hay là cách đây tầng 2 tầng gì đó cái của anh nó mở khóa, bởi vì như anh á, anh lấy anh bán hết 100% luôn, nó vừa mở khóa trong vòng tiếng đồng hồ sau anh bán hết trơn luôn. Okay. Thì em nói là em lỗ hết bao nhiêu, em lỗ hết bao nhiêu, em lỗ khoảng là 3.200 đô. Là bao nhiêu phần trăm, 80%, 90% hay là nhiêu? Em nghĩ là nó đâu đó cỡ đó tại. Ok, nó lỗ 80%, 90% thì nó cũng không khác biệt nhau gì nhiều. Ok, thì là cái của em mà lỗ 80-90% thì anh cũng lỗ y chang vậy luôn, đúng không? Tại vì mình chỉ mình khóa lại ngay cốt mà nó chênh lệch nhau chỉ có hai tầng nữa, nó không có chênh lệch nhau xa. Ok, xong mình thì là cái lý do để anh chia sẻ cái lý do mà tại sao anh bán ra hết
Ok, anh đã nói rồi Vông, là trong 100 cái giao dịch mà anh làm đó Vông, 100 cái đồng tiền anh mua đó, chắc chắn đó Vông, chắc chắn 100% đó Vông, là sẽ cái số lượng đó mà anh lỗ đó nó sẽ nhiều hơn cái số lượng mà anh lời. Thì trong trong 100 cái giao dịch đó Vông, có thể rằng đó là 66% nó sẽ làm lỗ hết, 34% nó sẽ làm lời, mà trong cái 34% đó chỉ có 29% đó nó giống như nó làm lời nhỏ xíu, à nó không có xứng đáng để nói. Cái 5% á, còn lại cái 5% đó không, thì á, là cái đó là nó lời lớn cho nó đổi đời anh luôn. Ok, thì mỗi lần anh được một cái thắng lớn gì đó không, là anh sẽ đổi đời của anh, xong để đời của con của anh, đổi đời cháu nội của anh luôn. Ok, thì mình làm mình đầu tư lâu chừng nào đó không, như anh đầu tư hết 10 năm nay rồi, bởi vì mỗi lần anh thắng được lớn đó không, là nó sẽ đổi đời nhiều đời lắm, chứ không phải là một đời của anh không. Ok, thì đó là cái lý do mà anh chịu lỗ, chấp nhận cái lỗ đó 80-90% gì đó, rồi xong cái anh đi đầu tư vô cái khác đó không, là tại vì á là phải cái của mình á, chỉ có cái đồng tiền cake á mà nó sập xuống á 80% đó không, thì á mình không nói gì. Em như anh mà muốn giữ đó thì anh có thể giữ được, mà cái thực tế đó không, là hết trơn nguyên cái thị trường nó sập hết, nó sập hết không, ít nhất á, nó sập ít nhất á là 76%, không phải 78% của cái thằng Bitcoin, rồi xong rồi như cái thằng mà Cardano đi, mấy cái mà altcoin mà nó có uy tín đi, thì nó cũng sập hết 90%, 95%. Thì á, em nghĩ là giữa 78% hay là 95% nó cũng không có chênh lệch nhau xa, phải không? Cái mà quan trọng á, mà anh suy nghĩ đúng không, là mình đang trong cái mùa gấu. Thì trong cái mùa gấu đó, nó sẽ sập hết trơn. Nó sập xuống đó thiệt tế, nó sập xuống 60%, 70%, 80%, 90%, nó giống cho anh, nó giống nhau chừng. Là sao? Là tại vì trong cái mùa này đó không có cái gì nó lên hết trơn á, thấy không? Thì á là em nghĩ rồi là cái này nó sập xuống, thằng khác nó sập xuống 80% đi, rồi xong cái thằng này đó nó sập xuống 80% đi, thì ở giữa hai cái này đó em nghĩ coi cái nào nó có giá trị hơn. Mình nói thí dụ đi ha, mình nói thí dụ đi, cái thằng khác của em nó sập xuống mà 90% đi, rồi xong rồi cái thằng Bitcoin nó sập xuống 80% đi. Mình nói tròn, nó sập xuống 78%, mình nói tròn cho nó 80% đi, phải không? Thì á, hai cái thằng này á, nó trên lệch nhau chỉ có 10% thôi, phải không? Mà hai thằng này đó, cái xác sức mà nó ngước đầu lên trở lại đó, cố mình vô trong cái mùa trâu đó, nó ngước đầu lên trở lại là cái thằng nào nó xác sức nó cao hơn? Nó là thằng Bitcoin. Thì cái đó là 100% á, ai không có ai dám nói rằng á, là cái thằng Kick á, cái xác sức mà nó ngước đầu lên á, dễ hơn á, là cái xác sức mà thằng Bitcoin nó ngước đầu lên, thấy không? Thì á, anh đổi cái tiền của anh á, từ cái thằng khác á, thấy không, qua cái vấn đề đó mà anh tin rằng á, cái xác sức nó ngước đầu trở lại đó không, cao hơn. Em không có nên nghĩ đó là ô mình lỗ cái này 80%, bởi vì á là mình âm cái này hết trừ 80%, rồi xong bây giờ đó mình gán cầm lại cho để cho mình nói rằng đó là mình thắng được cái này, hay là mình lời được cái đồng tiền này, cái đó nó không quan trọng. Nó quan trọng là nguyên cái danh mục mình nó có làm lời hay không, thấy không? Em thấy sao? Dạ thì là mình đầu tư là dựa vào xác suất, thì em thấy cái suy nghĩ của mình tại là đúng. Thấy không, là cái mục tiêu em là gì? Cái mục tiêu em là em đúng, em muốn đúng, hay là cái mục tiêu em muốn làm lời? Cái mục tiêu là muốn làm lời. Đúng rồi, tại vì mình làm lời đó bông, nhiều khi đó mình phải chấp nhận là mình không đúng, mình quyết định cái này sai lầm đó bông, xong cái mình chỉnh sửa lại. Đấy. Thì em thấy sao? Em như hết trơn nguyên thị trường nó sập hết 80-90% rồi đó, bây giờ đó em có thể cầm cái đó được, phải không? Thì lúc nào mà nó sập xuống 80-90% đó bông mà anh vẫn cầm, không, thì đó là như thí dụ thằng Cardano đi, nó sập xuống 90% đi, mà anh thà cầm cái thằng đó hơn đó là cái thằng mà thằng Kate. Tại vì cái công nghệ của thằng Cardano nó cho anh đó, nó hay hơn, nó không có nhái ai, cho nó làm cái công nghệ mới của nó hay hơn, xong rồi
cái cộng đồng nữa đó bông, nó có uy tín nữa. Rồi xong rồi cái thằng mà lãnh đạo cái dự án đó đó bông, nó có uy tín nữa. Còn cái thằng khác á, mình không biết ai lãnh đạo cái cộng đồng của nó. Xong mình không biết thằng chủ dự án đó là ai. Xong rồi nó làm trong cái bóng tối. Bởi vì á, giữa hai thằng đó, cái thằng nào đó nó có thể truyền thông của nó mạnh hơn. Với lại á, có là cái thằng khác á, nó nhái ai. Nó, em nhớ là nó nhái được cái thằng mà Uniswap. Cái dịch vụ nó là nhái 100% của thằng Uniswap. Rồi xong cái hệ thống nó xài đó là của cái thằng BNB. Xong giờ nó đổi thành đó là cái, nó đổi cái tên nó thành đó là BSC, Binance Smart Chain. Thấy không? Thì đó là cái BSC á, nó là Zin hay là nó là cái nhái của thằng khác? Nó là cái nhái. Nó nhái của thằng ATH. 100% bởi cái địa chỉ của nó trên thằng BSC giống y chang như cái địa chỉ bên thằng mà thằng ATH hả? Thấy không? Mà không phải là nói là mình không có nên đầu tư vô cái thằng BSC hay là mấy cái đồng tiền trên cái hệ thống BSC. Thấy không? Không phải anh nói gì. Anh chỉ nói rằng á, anh vẫn có đầu tư vô mấy cái đó để cho nó có cơ hội để mình làm tiền đó không? Thì á, dĩ nhiên anh mua vô, như liền bây giờ anh mua cái thằng mà BSwap á. Không, thì đó là nó là trong cái hệ thống BSC không? Thì đúng, nó trong cái hệ thống BSC không? Mà anh thích nó hơn á là tại vì á là nó, anh thấy mấy cái dấu hiệu đó nó giống như như thằng pancake hồi xưa. Cái thằng pancake á nó thất bại cái, anh thấy nó thất bại lớn cái bông là tại vì nó bắt buộc bà con phải khóa cái đồng tiền lại mới ăn lãi được. Không, mà nó không có làm cái gì á. Cái đó hồi đó giờ đâu có mà mình phải cần khóa cái đồng tiền mình lại đâu. Là tại sao bây giờ nó bắt buộc người ta phải khóa lại? Thì mà cái lúc mà nó mới ra thì là nó trả cái lãi rất là cao cho nên nhiều người chấp nhận người ta khóa lại. Mà xong rồi nó tự động nó giảm xuống. Mà hồi xưa đó nó không cần khóa. Cúp mà nó mới ra đời nó đâu khóa gì đâu. Xong sau này cúp mà vô trong mùa gấu đó, xong cái bắt đầu mùa gấu đó thì cũng đó nó mới ra cái vấn đề vụ mà mình khóa lại xong mình mới ăn, nó mới cho mình ăn lãi cao gì được. Thấy không? Thì á là cho em biết cái bông của mình nó đổi lãi gì đó bông, nó đổi mấy cái tào lao gì đó bông. Là cái thực tế đó bông, cái dự án đó nó chỉ tiền tào lao thôi. Mình chỉ đầu tư vô để mình ăn tiền thôi. Chứ cái đó không phải là cái vấn đề mà mình nên á là giống như cũng mà anh làm cái video vụ mà mình kiếm vợ đó, không? Tụi em hỏi anh đó làm sao mình lựa chọn đúng con gái để mà làm vợ đó, không? Thì anh nói là có con gái nó có chất lượng làm vợ, không? Xong rồi có con gái đó, nó chỉ giải trí mình chơi cho vui chơi đó, không? Rồi xong cái mình đi về xong mình khoe với bạn bè mình thôi, không? Rồi xong cái mà không bao giờ mình cưới nhỏ đó, không? Thì đó là cái hệ thống blockchain đó nó nguy trang gì đó, nó có 20 mấy ngàn đồng tiền không ngoài, phần lớn đó, không? Là trong 20 ngàn đó bông, có thể rằng đó là chỉ có vài chục cái mà đồng tiền đó, có 100 cái đồng tiền đó bông, mà nó có khả năng để nó giúp cho bà con, nó giúp cho thị trường, nó giúp cho nó tạo ra giá trị cho thị trường. Còn mười mấy ngàn, 19 ngàn mấy cái đồng tiền kia đó bông, nó chỉ là mình đầu tư làm sao nó có tiền thôi à. Thế không, miễn sao mình không có đầu tư vô cái gì mà nó lừa đảo người khác, hay là nó lừa gạt người khác, hay là nó là cái mấy nó là cái chuyện mà phạm luật hay là phạm đạo đức hay là phạm cái tâm của mình, phải không? Còn ngoài cái đó, chúng mình nó như những thằng Dogecoin, không lẽ mình để hết trên tài sản của nó trong cái thằng Dogecoin sao? Mình nghe thì nó có hấp dẫn phải không? Không? Mình dồn hết trên tài sản vô thằng Dogecoin, rồi xong mình chờ tới chu kỳ sau mẹ nó bùng lên cái gọi đó, mình thành tỷ phú, mình là thằng giàu nhất trên thế giới luôn, phải không? Đó, mở cái mic của em lên. Em thấy sao? Em thấy sao? Dạ thì là mình nghe cho lý thuyết thì là cái chuyện đó nó có thể xảy ra, nhưng mà mình không có nên bỏ hết tài sản mình vô đó. Đúng rồi, như cái thằng mà như anh mua cái thằng mà BSwap đi, thì cái thằng đó nó mua cho nó vui chơi đúng không, để nó có cơ hội làm tiền thì mình làm, với mình cái nhỏ xong có cơ hội làm tiền thì mình làm, còn không có thôi, đúng không? Xong thằng pancake cũng y chang như luôn, nhớ không? Nó anh chỉ trúng bánh đó không, là trong cái thằng mà trong 2021 đó, thằng pancake là một cái thắng lớn nhất của anh, một trong cái thắng lớn của anh, đúng không? Trong cái 5% mà anh thắng lớn đó không, thì cái mùa gọi cái chu kỳ đòi đó, thì cái thằng đó là một trong cái 5% đó, đúng không? Mà trong cái chu kỳ tới đó mình không biết là nó có thể làm gì được không, rồi xong mình có chịu chấp nhận cái rủi ro đó không?
không, hồi đó mình cho nó câu hỏi đúng không, để nó lên xong nó không lên, xong giờ nó sập xuống, xong bên mấy thằng bên kia, mấy thằng Bitcoin, thằng Cardano, thằng ETH, mấy thằng Solana, thằng Tezos, mấy thằng đó nó sập hết trơn. Mà tại sao mình cái xác suất mà mấy thằng kia nó lên á thì cao hơn á là cái xác suất bên đây của thằng khác nó lên, đúng không? Tại sao? Tại vì nó chỉ cái công nghệ nhái thôi, nó không phải là công nghệ mà có cái gì á mà tối tân hay là hay chân. Nó hồi đó anh chưa thấy cái thằng khác đúng không, nó làm cái gì đó mà mình nhìn vô mình nói ô cái này hay á, đúng không? Nó đâu làm gì hay đâu, nó nhái, nó chờ cho mấy anh kia ra gì xong cái nó nhái theo hả. Em nói rồi. OK, phải mà nó làm gì hay không, như thằng Cardano đó, hay là ETH hay là thằng Tezos hay là mấy nói không, thì đó, anh chịu cầm nó để chờ lên như hết chơi 100% á. Mấy cái thằng Cardano mà anh mua đó, xong nó thằng Cardano cũng là một cái thắng lớn của anh trong mà trong cái mùa rồi, nó một thắng lớn của anh, xong anh bán một phần lớn, mà cái phần còn lại đó không, nó đào mà từ đó tới giờ đó không, nó cũng lớn lên lượng bây giờ. Mà anh có bán cái đồng nào không? Dù nó sập xuống 95% đi, anh có bán cái đồng nào không? Không, không bán đồng nào chứ. Anh giữ hết chân luôn. Anh giữ hết chân luôn. Tại sao vậy? Do là cái hàng đó nó thiệt tình là nó có giá trị. Đúng rồi, nó có cộng đồng tốt, xong nó có giá trị tốt, xong nó có mà cái mà cộng đồng đó mạnh, xong nó có kỹ sư đó tốt để làm trong cái dự án của nó. Đấy, xong ít có người nào nghĩ rằng cái dự án đó là cái dự án tào lao hay là cái dự án lừa đảo. Còn như cái dự án Pancake Apple, dù anh là cái người đã làm nhiều tiền trong cái dự án đi, em mà hỏi anh đó là hiện tại cái này cái dự án là nó có giá trị cao không, hay là cái này chuyện tào lao nó làm gì thế không, 100% cái đó là cái chuyện tào lao hả. Tại sao? Tại vì nó nhái cái thằng Uniswap. Còn như em mà hỏi anh đó là hiện tại cái thằng Uniswap làm sao, thằng Pancake nó nhái thằng Uniswap, phải không? Xong anh Tài nói là thằng Pancake nó chuyện tào lao đó, mình chỉ đầu tư có tiền được mình rút ra lợi ra xong đi bỏ vô cái chuyện khác mà nó có lâu dài được, phải không? Thì đó là tại sao anh Tài mà coi trọng thằng Uniswap mà không coi trọng thằng Pancake Swap. Tại vì là trên cái thị trường nó không có đưa giá trị cho cái thằng nhái, nó đưa thị trường cho cái thằng đi đầu, cái thằng đứng hạng nhất, chứ không phải là đưa như em mình đi thi hoa hậu rồi đó, con nhỏ á hậu đó em có quan tâm nó lại không? Như liền bây giờ em hỏi anh đó, anh Tài cái nhỏ mà hoa hậu mà Miss Việt Nam là ai vậy? Thì anh nói nhỏ trên Đà Nẵng á. Xong em hỏi anh Tài coi cái nhỏ đứng hàng nhì đó, nhỏ á hậu đó, còn nó ở đâu? Ai biết? Mình biết cái gì vậy? Phải không? Là tại vì á là cái tầm nhìn của bà con á, cái thị trường nó chỉ quý trọng á cái người đứng hàng nhất, nó không có quý trọng á cái người đứng hàng nhì. Mà em nghĩ rồi á, là con nhỏ nó thắng hoa hậu á, số 1 đi, số 2 đi, số 3 đi, số 4 đi, số 5 đi, số 6 đi, số 7 đi, số 8 đi, số 9, số 10 đi, cái top 10 đứa mà em gái mà đẹp nhất ở Việt Nam mình đi. Em nghĩ có nhỏ nào xấu không? Hả? Mẹ em mà cặp được cái nhỏ hạng 10, hạng 8 hay là hạng 7, hạng 6 gì đi em mừng không chết mẹ rồi. Đúng không? Mà là cái thị trường nó quyết định sao? Quý chị nó đẹp nhiêu đẹp không cần biết. Cái nhỏ đứng số 1 đó mình mới nhớ, còn mấy nhỏ kia mình không nhớ. Chừng nào nó thắng được số 1 đúng không? Thì là mình sẽ nhớ tới nó. Thấy không? Đúng không? Bởi vì là cố mà anh đầu tư gì đó là anh chuyển cái tiền này đó, thấy không? Anh cho thằng khác nó có cơ hội, thấy không? Mà nó làm mấy cái chuyện đó anh thấy nó làm, hồi đó nó mới ra đời đó thì nó làm nhiều cái hay lắm, bây giờ nó không có hay nữa. OK, thì đó là anh chuyển cái tiền nó qua cái thằng á, mà anh tin rằng á, cái lý do nghe lắng nghe cho kỹ nha, cái lý do mà anh đổi nó qua thằng khác á là tại vì á, anh tin là cái thằng khác đó cái xác suất mà nó ngước đầu lên được đó trong cái mùa trâu đó là cao hơn. Thấy không? Như bây giờ em mở mắt này hỏi em này ha. Em đoán thử là cái thằng Dogecoin đi, nó cũng là cái chuyện vui vẻ, chuyện tào lao, phải không? Mà nó có bung giá trong 2014 không?
Có. Anh có làm lại trong 2014 cho thằng Doge không? Có. Dạ có luôn. Rồi xong rồi 2017 anh có làm lại cho thằng Doge không? Anh vẫn làm lại. Rồi xong rồi 2021 đó anh có làm lại cho thằng Doge không? Có. Có. Chơi cho thằng 30 tiếng của họ mua mất được hai mấy tỷ đó anh mua chung cư nè. Anh đang ở bên Bangkok nữa. Không? Dạ. Thì á, là anh có làm lại nữa không? Có. Thì á, em đoán thử coi cái xác sức á, mà cái thằng Dogecoin liền giờ nó 7 cent đi, đúng không? Liền giờ đó, nó bao nhiêu? Ok, 7 cent, phải không? Em đoán thử coi á, là liền giờ nó 7 cent, phải không? Cái xác sức mà nó bung lên á, nhân 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần, 10 lần, cái xác sức đó cao hay là thấp? Em nghĩ xác sức nó rất là cao. Đúng rồi, bởi vì nó khuyên á, tụi em mới bọn đứa nào. Mình phải có chút xíu Doge giống. Tại vì á, kỳ sao đúng không? Đó. Cái xác sức mà nó sẽ bung lên trở lại, tại nó là cái đồng tiền meme á, cái đồng tiền mà vui vẻ đó không, mà cái đồng tiền đùa chơi đầu tiên, nó là nổi tiếng nhất cho cái vấn đề đó, xong nó là cái có cái thương hiệu nổi tiếng nhất, bởi anh tin là nó sẽ bung lên đó, chắc chắn 100% á, anh tin là nó sẽ bung lên trở lại, mình mua vô 7 cent này bây giờ không, là chắc chắn 100% á, anh tin rằng á là nó sẽ làm lại, nó bao nhiêu đó thì không biết. Mình lại 10% hay là 15% hay là mình lại nhân 1 lần, 2 lần, 5 lần, 10 lần đó, cái đó thì anh chắc chắn 100% anh không biết. Mà nó có cái xác suất mà nó ngước đầu lên được đó không? Thì anh tin rằng nó 1.000 lần cao hơn là cái xác suất của cái thằng là Cake. Như anh hỏi em á, em dám mà như anh mà lấy cái súng đi. Lấy súng, anh chỉ vô đầu em đi. Sao anh nói rằng mẹ Nhân, mày phải mẹ bỏ tiền mày vô cái đồng tiền đó không? Mà nó chắc chắn 100% á, nó lên giá đi. Không, tao không biết nó lại nhiều, mà nó phải ngước đầu lên. Không, thì á, em lựa thằng Doge hay là em lựa thằng Cake? Em lựa thằng Doge. Ok, hell. Mà em nghĩ coi nó có khác gì không? Hai thằng nó sập xuống hết 90% vậy, nó có khác gì không? Dạ không em, vậy thôi nó không khác gì đâu. Không, tại thằng Doge nó bùng lên tới mà 70 cent phải không? Xong giờ nó sập xuống còn 7 cent thì nó mất hết 90% rồi. Thì á là, cứ mà mình quyết định á, mình cầm cái coin đó hay không đó không? Là mình không nên hỏi rằng á, là nó lời hay là lỗ. Ngay trong cái mùa gấu này như vậy nè. Cái coin mà mình cầm từ cái chu kỳ rồi đó, xong mình cầm tới bây giờ đó, thì á là mình phải hỏi đúng không? Là cái xác suất mà nó ngước đầu anh trở lại được á, có cao hay là thấp? So với mấy cái đồng tiền kia. Ok, thì nó có giúp cho em trả lời câu hỏi đó, mình nên là giữ cái đồng tiền đó hay là mình nên nó chuyển qua đồng tiền khác? Dạ rồi, em đã có được câu trả lời rồi, là em sẽ phải đầu tư vô cái đồng tiền nào mà nó có xác suất mà nó ngước đầu lên nhiều hơn. Tại em phải nhớ cái vấn đề này nha. Em biết là cái sai lầm lớn nhất bà con làm là gì trong cái thị trường tiền mã quá không? Ngoài ra mình cá lớn quá thì là em biết là gì không? Không phải là họ lựa chọn lộn cái đồng tiền. Em biết là gì không? Là tại vì họ mắc cái cơ hội. Họ mắc cơ hội. Và cơ hội là sao? Là cái chu kỳ đó, nguyên cái chu kỳ đó, nó trung bình đó, nó từ là 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, hình như cao lắm là 4 năm, phải không? Là mình tính luôn cái mùa gấu với cái mùa trâu, phải không? Là nó làm gì? Thì là anh nói gì đó không? Thì em phải hỏi không là cái đó nó mình cầm này rồi xong rồi ba mình thấy ngồi đó mình cầm nó cho 2 năm 3 năm đi mà mình tốn hết 2-3 năm cuộc đời của mình mà nó không có ngước đầu lên đó thì là mình có mắc cái cơ hội không? Đúng rồi, mình mắc cơ hội không? Cái đó mới là cái hại lớn nhất cho mà người ta đó không, là họ mắc cái cơ hội, họ thấy cái cơ hội đó mà họ không đốt cơ hội đó, xong họ chờ, họ ngồi, họ chờ ngồi cái hết cơ hội đó, không? Ok, còn mà em hỏi thêm nhiều vấn đề nữa không? À, không anh Tài, cái đó em đã có câu trả lời cho mình rồi. Ok, cảm ơn anh Tài coi video ha, xong có gì đó mình gặp người khác trong cái video khác trong tương lai.